Nhân vật chính, cô gái có IQ phân tầm vũ trụ, siêu lòe người khác lên tiếng, đã gặp được người mà bản thân yêu rất nhiều, muốn sống cuộc sống mới, mong được mọi người đón nhận và tha thứ. Nhưng mà mình không thể nào giải thích được, bởi vì là mình đã để lại một cái vết nhơ trong lòng của người ta rồi. Nên là sau đấy thì sau 2-3 năm rồi thì mình có gặp và yêu một người con trai khác. Thì đó là anh Kalim mà mọi người cũng đã biết rồi đó, trong những cái hành trình của mình hoặc là những cái câu chuyện của mình gần đây thì mọi người cũng đã đều biết đến anh Kalim rồi. Thì mình rất là, nói chung là mình rất là yêu anh Kalim á, có thể là yêu hơn cái người đàn ông lúc trước của mình á. Nhưng mà anh Kalim biết về những cái chuyện đã từng xảy ra với mình, với quá khứ của mình. Thực ra không phải là mình làm, không phải là mình lập Facebook hay là mình làm những cái chuyện như là để mình đi lừa đảo đâu. Bởi vì thực ra là cái số mình biết, cái xuất phát điểm và những cái cuộc sống của mình nó không được may mắn, và có rất là nhiều những cái tổn thương ở trong quá khứ của mình. Và mình không muốn sống một cái cuộc đời như cái con người như vậy nữa. Mình muốn là một con người khác, với một cái cuộc sống khác, một cái tên khác, một cái cuộc đời mới. Nên là mình mới làm như vậy, chứ mình cũng không có lừa đảo gì ở trên cái Facebook này. Mọi người biết là khi mà từ khi mà mình sử dụng nó thì mình mở lại nó, mình come back lại thì mình không có làm một cái điều gì sai trái ở trên đây hết. Thì chắc là bây giờ mình phải đi rồi, mình không biết là khi nào mình sẽ quay trở lại để mình tiếp tục mình kể những cái câu chuyện mà vừa rồi mình đã kể cho mọi người nghe. Thì mình đang trên đường để đi về nhà của mẹ anh Kalim, để gặp mẹ của anh Kalim để nói chuyện, để tạm biệt. Chứ có thể là mình sẽ đi, mình không biết là khi nào mình lại trở lại nữa. Nhưng mà mình mong là mọi người nếu có biết một, đọc được, có lỡ vô tình đọc được một cái gì đó, hoặc là mình có biết cái gì đó về mình, thì mong là mọi người hãy bỏ qua cho mình và tha thứ cho mình nha. Bởi vì thực ra là có thể mình không có thể giải thích được, bởi vì mình đã sai. Nhưng mà ở trong một phút nào đó thì mình, cái bên trong con người của mình thì mình không có phải là con người như vậy. Và mình hy vọng là khi là có một ngày nào đó mình quay trở lại thì mọi người sẽ lại tiếp tục đón nhận mình và những cái câu chuyện của mình. Cũng như là mình hy vọng là cái clip này anh Kalim có thể coi được. Và mình muốn gửi lời xin lỗi đến anh Kalim. Mình xin lỗi đến anh Kalim là bởi vì mình không có đủ can đảm để nói ra cho anh Kalim biết về sự thật về mình. Nên là mình rất là xin lỗi anh Kalim về chuyện đó. Và mong là anh Kalim sẽ một ngày nào đó anh Kalim sẽ tha thứ cho mình, và anh Kalim sẽ vượt qua được cái cú sốc lần này để có thể tha thứ được cho mình sau tất cả những gì mà mình đã gây ra và mình đã làm tổn thương đến anh Kalim. Và mình hy vọng là sau này anh Kalim sẽ tìm được một cái hạnh phúc mới của anh Kalim, để Kalim có thể tìm được nhiều cái niềm vui trong cuộc sống. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, mời các bạn cập nhật ở những phần tiếp theo.